Trấn Thành được một nghệ sĩ gạo cội công khai ủng hộ liền có hành động thách thức khiến đàn anh sợ hãi. Được nghệ sĩ gạo cội công khai ủng hộ song Trấn Thành vẫn bị một số netizen soi ra hành động khó hiểu, thậm chí có ý kiến cho rằng nam MC đang đáp trả những anti-fan lên án bình luận tiêu cực đến anh trước những ồn ào vừa qua. Phát sóng năm 1997, Đất Phương Nam được xem là bộ phim quốc dân gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả. Sau 25 năm, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chuyển thể lên màn ảnh rộng, thu hút sự chú ý khán giả. Gần đây, đoàn làm phim đã hé lộ danh sách vai diễn. Đáng chú ý, Trấn Thành sẽ vào vai Bác Ba Phi, vốn được nghệ sĩ Mạc Căn thể hiện thành công trong bản phim trước đó. Bác Ba Phi là người dân miền sông nước có khiếu kể chuyện hài hước. Khi biết thông tin này, nhiều khán giả khá bất ngờ, họ cho rằng Trấn Thành chưa phù hợp để thủ vai này vì ngoại hình của anh không có nét chân chất, mộc mạc của người nông dân. Hơn thế, nam MC quá trẻ, khó khắc họa nhân vật, cái bóng quá lớn của Mạc Căn cũng là điều Trấn Thành cần vượt qua. Tuy nhiên, một số khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng phim chưa ra rạp thì không nên vội vàng đánh giá. Trao đổi về việc mời Trấn Thành tham gia Đất Rừng Phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng trong điện ảnh đôi khi diễn viên vào nhân vật giống họ ngoài đời, song cũng có trường hợp phải hóa thân để phù hợp, đó là điều thú vị của nghề và cả khán giả, chứ diễn viên cứ phải đóng những nhân vật giống họ ngoài đời mãi thì cũng chưa chắc tốt. May mắn chúng tôi mời được và họ đồng ý sắp xếp theo lịch của đoàn, vì bộ phim này các bối cảnh rất nặng nên lịch các diễn viên phải theo bối cảnh, ông cho hay. Không riêng gì Quang Dũng, nghệ sĩ Mạc Căn cũng cho rằng Bác Ba Phi là nhân vật huyền thoại trong dân gian của miền sông nước Nam Bộ nên ai cũng có thể đóng được. Tôi không cho rằng Trấn Thành còn trẻ thì đóng Bác Ba Phi không đạt, điều quan trọng là cậu ấy có thể vào vai với thần thái tính cách của Bác Ba Phi hay không thôi. Hãy cứ để cho cậu ấy thể hiện đã, nam nghệ sĩ thẳng tâm sự. Có thể thấy, tuy gây nhiều tranh cãi về phát ngôn, song phải thừa nhận rằng Trấn Thành hiện là một trong những cái tên bảo chứng cho các chương trình, bộ phim mà anh tham gia. Thậm chí mới đây, ông xã Harry Won còn được đạo diễn nổi tiếng Malaysia ngỏ lời hợp tác. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn khi được hỏi ngôi sao điện ảnh Việt nào Fred Chong quan tâm nhất, vị đạo diễn không ngần ngại gọi tên Trấn Thành và một số nghệ sĩ. Tất nhiên là Trấn Thành, tôi rất muốn làm phim cùng anh ấy vào một ngày không xa. Ngoài ra còn có Ngô Thanh Vân, một ngôi sao quốc tế, và Chipu nữa. Tôi biết Chipu từ lâu rồi, tôi theo dõi hành trình của cô ấy từ khi còn là một hot girl đến lúc cô ấy trở thành một diễn viên thực thụ. Tôi rất hy vọng được làm việc với họ. Có thể thấy thời gian gần đây, dân mạng xôn xao với phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành tại họp báo của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trước những sóng gió bủa vây, nam đạo diễn phim Nhà Bà Nữ không lên tiếng hay có chia sẻ chính thức gì. Thay vào đó, Trấn Thành chọn cách im lặng, chia sẻ những hình ảnh đời thường hay chuyến đi du lịch Đà Lạt cách đây chưa lâu cùng bạn bè, người thân. Tuy nhiên, trong những động thái gần đây, Trấn Thành bị soi có hành động khó hiểu. Theo đó, ở các bộ ảnh gần đây Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ tạo dáng theo kiểu đặt ngón tay lên miệng ra ký hiệu im lặng, không hiểu rằng động thái kể trên của Trấn Thành có ẩn ý gì không, nhưng điều này đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Một số netizen cho rằng hành động của nam MC là vô cùng bình thường, chỉ là cách thả dáng mà nhiều nghệ sĩ khác vẫn thường hay làm trong các bộ ảnh. Thế nhưng cũng có một số dân mạng đặt nghi vấn, cho rằng đây là động thái ẩn ý của Trấn Thành ra ký hiệu im lặng đến những anti-fan đang lên án bình luận tiêu cực đến anh trước những ồn ào vừa qua. Trước ồn ào phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt, Trấn Thành cũng vướng ồn ào tại rạp chiếu phim. Theo đó, một cư dân mạng đã lên tiếng tố nam MC trên ngang hàng có phát ngôn thiếu tinh tế. Dù Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận việc trên ngang hàng, giải thích vấn đề bao rạp, tuy nhiên Trấn Thành vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị nhiều đồng nghiệp công khai phản bác sau màn khóc lóc nói về hào quang rực rỡ, trong đó phải kể đến ca sĩ Nguyên Vũ. Mới đây xuất hiện trong một sự kiện trao đổi với báo Thanh Niên, khi được hỏi có bị ảnh hưởng sau ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành hay không, Nguyên Vũ cho biết, việc tôi có được khán giả dành tình cảm hay không thì đó là quyết định của khán giả, mình có muốn cũng không được, sợ thì đương nhiên ai cũng sợ, nhưng việc khán giả thích người này xong thích người khác đó là quyền của họ, vậy nên tôi cũng không có quyền gì đòi hỏi nhiều ở khán giả, bởi vì những gì khán giả đã từng mang lại cho Nguyên Vũ đã hoàn hảo rồi, từ việc đi hát đến đóng phim hay làm MC, nó đã tạo cho tôi một cuộc sống tốt hơn, tử tế hơn và đỡ vất vả hơn rất nhiều rồi.